Hiện nay có một số người ái mộ sư Minh Tuệ, thấy sư Minh Tuệ tu hành khổ hạnh, cho là tu hành chân chính, rồi chê những vị sư khác là tu hành giả dối. Có người lại so sánh sư Minh Tuệ tu hành không có chùa, không ở chùa mới là chân tu. Còn sư nào làm chùa to, chùa đẹp, hoặc ở chùa to, chùa đẹp là tu giả dối. Đại chúng nghĩ sao câu nói này? Theo thầy nghĩ, có lẽ sư Minh Tuệ chưa từng nói lời này. Sư cũng chưa từng khen mình chê người. Chỉ có những người nóng vội, có cái nhìn chưa thấu đáo, thiếu chánh tư duy mới phát ngôn như vậy. Những người này không chỉ xúc phạm đến các bậc cao tăng thời hiện tại, mà còn xúc phạm cả Đức Phật thời quá khứ. Đại chúng ở đây nghĩ như thế nào? Đức Phật có ở chùa to, chùa đẹp hay không? Thầy nghĩ là có đó. Đại chúng hãy bình tĩnh lắng nghe, rồi sẽ hiểu. Đức Phật lúc xuất gia tầm đạo, Ngài cũng tu hành khổ hạnh, cũng sống độc cư trong rừng, một mình đi tìm chân lý. Khi tu hành đắc đạo, Đức Phật đi đây đó để hoằng pháp lợi sinh. Nếu Phật chỉ tu một mình thì Ngài không cần chỗ ăn chỗ ở. Ăn thì đi khất thực, ở thì gốc cây cũng xong. Về sau Phật nhận rất nhiều đệ tử xuất gia, thì phải có chỗ ở để chư tăng che mưa đỡ nắng chứ. Hoặc lúc đau bệnh thì phải có nơi điều trị tịnh dưỡng. Đây là nhu cầu cần thiết của cuộc sống tu hành lâu dài, chứ không thể ở ngoài trời mãi được. Mặt khác, khi các Phật tử đến nghe Phật thuyết pháp, cũng phải có chỗ ngồi, có chỗ che mưa đỡ nắng. Từ đó vấn đề chỗ ở là phương tiện cần thiết để chư tăng có nơi tu hành và Phật tử có chỗ để đến nghe pháp tu tập. Đại chúng có còn nhớ hay không, một lần nọ Cấp Cô Độc đi đến thành Vương Xá, được nghe Đức Phật thuyết pháp. Ông thấy bài pháp Đức Phật giảng quá hay, quá lợi ích. Ông liền phát khởi tâm mong muốn cho người dân nước Xá Vệ của mình biết được Phật pháp. Ông liền cầu thỉnh Phật về Xá Vệ để thuyết pháp cho mọi người ở xứ ông được nghe, để được lợi lạc. Lúc đó Đức Phật rất hoan hỷ hứa khả. Nhưng Đức Phật nói là hiện nay bên nước Xá Vệ chưa có chỗ để chư tăng dừng chân tu tập và hành đạo. Thế là ông phát nguyện sẽ về Xá Vệ xây dựng tinh xá để thỉnh Phật và chư tăng về hoằng pháp. Sau đó ông về Xá Vệ đi tìm đất khắp nơi và thấy khu vườn của Thái tử Kỳ Đà vừa đẹp, vừa không xa, không gần thành phố, rất tiện cho việc hoằng pháp. Ông đã bỏ vàng ra mua đất này và xây dựng tinh xá kỳ viên. Sau đó thỉnh Phật và chư tăng về ở tu hành và hoằng pháp lợi sinh. Xin hỏi đại chúng, tinh xá kỳ viên này có đẹp không? Có rộng lớn không?
Đây là khu vườn của Thái tử Kỳ Đà, chắc chắn là phải đẹp rồi, đúng không ạ? Và ngôi tinh xá này cũng rất rộng lớn và nhà cửa cũng rất nhiều, mới có thể chứa được hơn 1.000 vị tăng, có đúng không ạ? Như vậy thì ai nói ngày xưa Đức Phật và chư tăng không ở chùa to chùa đẹp? Những người này có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ hay không? Nếu người chưa đủ chánh kiến, chánh tư duy sẽ rất dễ nói sai, vô tình xúc phạm đến Đức Phật và chư tăng thời quá khứ mà không biết. Còn Lộc Mẫu giảng đường do bà Visakha bỏ tiền ra xây dựng cúng cho Đức Phật và chư tăng. Trong kinh Tiểu Bộ mô tả là rộng lớn và hoành tráng, trang nghiêm, tố hảo như cung điện của chư thiên. Vậy Đức Phật và chư tăng sống tu hành ở trong Lộc Mẫu giảng đường này chẳng lẽ cũng đều là tu hành giả dối hết hay sao? Đó là thầy nói về quá khứ thời Đức Phật. Còn ở hiện tại, ngay thành phố Hồ Chí Minh này, có một số chùa lớn như Pháp Viện Minh Đăng Quang ở quận 2 thuộc hệ phái Khất Sĩ. Có thể nói ngôi chùa này đẹp và lớn nhất thành phố hiện nay. Chúng ta cứ thử đến đó tìm hiểu xem chư tôn, hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ở đó tu hành như thế nào. Ngôi chùa thứ hai là chùa Bửu Quang ở quận 9 thuộc Phật giáo Nam Tông, cũng là ngôi chùa đẹp, nguy nga, tráng lệ, khuôn viên rất rộng lớn. Vị trụ trì hiện nay là Hòa Thượng Viên Minh. Chúng ta thử đến đó tìm hiểu xem sự tu hành của Ngài như thế nào. Ngôi chùa thứ ba là Huệ Nghiêm ở quận Bình Tân, còn gọi là Phật Học Viện Huệ Nghiêm, nơi đào tạo tăng tài nổi tiếng về giới luật của miền Nam cũng như Việt Nam. Vị trụ trì hiện nay là Hòa Thượng Minh Thông. Ngôi chùa này khuôn viên rộng lớn, kiến trúc độc đáo. Đặc biệt có một pho đại tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngoài trời có 102 tại Việt Nam, cũng được xem là một trong những ngôi chùa đẹp của thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thử đến đó tìm hiểu xem chư tôn đức tăng ở đây tu hành như thế nào. Quý vị chỉ cần đi tìm hiểu ba ngôi chùa này xem có phải như một số người nói, những vị sư tu ở chùa to Phật lớn đều là giả tu hay không. Những người phát ngôn như vậy có xúc phạm đến các bậc cao tăng hay không? Hiện tại ở Thái Lan có trung tâm thiền Dhammakaya rất lớn. Mỗi lần có khóa tu hoặc ngày lễ, Phật tử về tham dự lên đến hơn 100.000 người. Với số lượng người đông như thế, nếu không có chỗ ăn, không có chỗ nghe pháp thì ngồi ở đâu? Ngoài những chỗ ăn, chỗ ở, còn phải có bãi đậu xe cho hàng nghìn chiếc xe nữa. Với số lượng xe nhiều như vậy thì bãi đậu xe rộng cỡ nào? Quý vị cứ
thử tưởng tượng xem coi sao. Rồi chúng ta cứ thử nghĩ xem, một ngôi chùa tổ chức cho hàng trăm nghìn người về tu học như thế, thì cơ sở lớn hay nhỏ, tiền bạc xây dựng và chi phí cho những ngày tu với số lượng hàng trăm nghìn người như vậy là nhiều hay ít? Việc làm này có đem lại lợi ích cho mọi người, cho đạo pháp hay không? Quý vị hãy nhìn những việc làm hoằng pháp lợi sinh của các sư, chớ vội phê phán ai ở chùa to chùa đẹp, đều là tu giả dối hết. Tất nhiên trong một đoàn thể cũng có người tốt người chưa tốt, người làm đúng người làm chưa đúng. Ai làm sai thì nhân quả của cá nhân người đó. Không vì một vài người làm sai mà quý vị phê phán phỉ báng cả một tập thể chư tăng. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chưa ai nghe sư Minh Tuệ khen mình chê người, nói xấu chư tăng, phỉ báng các sư. Những ai ái mộ sư phải học tập theo gương hạnh này của sư, cũng không nên nói xấu phỉ báng các bậc tu hành chân chính. Đó mới là người có trí tuệ và đạo đức. Phật giáo như một vườn hoa đẹp, mỗi loại hoa góp phần cho vườn hoa thêm xinh đẹp. Mỗi bông hoa toát lên vẻ đẹp lung linh của nó. Tăng đoàn của Phật giáo là một tổ chức tu hành thanh tịnh hòa hợp. Mỗi vị tăng tu hành theo hạnh nguyện của mình đều góp phần làm đẹp cho Phật giáo. Trong giáo đoàn thời Đức Phật có Ngài Ca Diếp chuyên tu hành Đầu Đà, Ngài Xá Lợi Phất và một Kiền Liên chăm lo việc tu tập trong đại chúng, hướng dẫn các thầy mới thọ tỳ kheo cũng như các chú sa di những điều cần thiết và các pháp tu hành. Hai vị này chính là cánh tay trái và cánh tay phải của Thế Tôn trong việc giáo hóa độ chúng. Ngài Phú Lâu Na thì có hạnh thuyết pháp, dù khó khăn hay gian khổ, Ngài cũng không từ nan trong chí nguyện độ sinh. Chúng ta không nên cho rằng Ngài Ca Diếp tu hành Đầu Đà như thế mới là bậc chân tu, còn Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên hay các đại đệ tử khác của Phật lo tiếp tăng độ chúng, làm các Phật sự, không phải là bậc chân tu. Thật ra các ngài đều là bậc chân tu cả, tùy theo hạnh nguyện của mỗi vị mà có sự tu hành khác nhau. Ai kính trọng sư Minh Tuệ thì cứ ca ngợi tán thán hạnh tu của sư, nhưng không nên đem sư ra để so sánh, chê bai, phê bình, phỉ báng những vị sư khác. Có người còn cho rằng ai xuất gia tu hành khổ hạnh như sư Minh Tuệ mới là chân tu, còn những vị sư không tu hành khổ hạnh đều là giả tu. Những người so sánh như vậy có đúng không? Các bậc cao tăng thạc đức cả đời tận tụy vì việc hoằng truyền chính pháp từ hàng nghìn năm đến nay, nhờ công lao to lớn của các bậc cổ đức mà bây giờ chúng ta mới có kinh sách để đọc, có chùa để nương tựa tu học Phật pháp.
Chẳng lẽ chỉ có người tu hành khổ hạnh mới là chân tu, còn ai không tu hành khổ hạnh đều là giả tu hết hay sao? Quý vị không thấy được công lao to lớn của các ngài đối Phật pháp hay sao, mà lại có lời phê phán như thế? Nếu như không có Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu, hy sinh thân mình để bảo vệ cho Phật giáo, liệu chúng ta có còn cơ hội được tu hành như ngày hôm nay hay không? Chúng ta thử đặt vấn đề sư Minh Tuệ: có tự mình giác ngộ đi xuất gia hay không? Có giống như Đức Phật Thích Ca khi đi qua bốn cửa thành thấy cảnh già bệnh chết mà giác ngộ đi xuất gia hay không? Thầy nghĩ chắc là không. Vậy sư Minh Tuệ giác ngộ đi xuất gia là từ đâu? Theo thầy nghĩ, một là sư đọc Phật pháp trong các kinh sách, hai là sư nghe các thầy giảng kinh thuyết pháp nên mới giác ngộ đi xuất gia. Vậy kinh sách mà sư Minh Tuệ đọc để hiểu Phật pháp rồi giác ngộ đi tu là từ đâu ra? Có phải do biết bao công lao khó nhọc của các bậc cao tăng thạc đức tu hành cả đời, dày công dịch kinh từ chữ Pali và chữ Hán ra tiếng Việt hay không? Bộ Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu cả đời dịch từ chữ Pali ra tiếng Việt cho chúng ta học tu. Các bộ kinh Đại Thừa do Hòa Thượng Trí Tịnh cả đời dịch từ chữ Hán ra tiếng Việt cho chúng ta học tu. Còn Hòa Thượng Thiện Hoa cả đời viết sách soạn ra bộ Phật học phổ thông cho chúng ta tu học. Chẳng lẽ quý vị không thấy được công lao to lớn, công đức vô lượng vô biên của các vị cao tăng cả đời tận tụy hoằng pháp lợi sinh, phát triển Phật giáo hay sao? Nếu không có các bậc cao tăng thạc đức dịch kinh sách thì sư Minh Tuệ có biết Phật pháp mà giác ngộ để đi tu hay không? Có biết tu hành khổ hạnh là gì hay không? Chẳng lẽ chỉ có người tu hành khổ hạnh mới là chân tu, còn các bậc cao tăng thạc đức cả đời tu hành, dịch kinh viết sách, giảng giải Phật pháp đều là tu giả dối hết hay sao? Những người chỉ trích phỉ báng các bậc cao tăng thạc đức, hãy xem lại lời nói của mình có đúng hay không. Trong bài nói chuyện trước, thầy có nói nếu đủ duyên, lần sau thầy sẽ nói về tương lai của sư Minh Tuệ. Thế nhưng thầy thấy tương lai thì còn xa lắm. Bây giờ chúng ta hãy nói chuyện hiện tại. Qua các clip do YouTuber đưa lên mạng, chúng ta thấy lúc này sư Minh Tuệ có vẻ đã thấm mệt vì số lượng người đeo bám sư ngày một đông, gây ồn ào, mất trật tự, cản trở giao thông. Sư đã khuyên mọi người hãy về nhà lo làm công việc của mình, đừng đi theo sư nữa. Nhưng họ không nghe, cứ đi theo, khiến sư phải nhiều lần nhắc nhở và phiền não. Chẳng may đám đông xảy ra xô xát đánh nhau hoặc tai nạn giao thông thì chắc chắn công an sẽ vào cuộc. Và như vậy, việc bộ hành của sư khó có thể tiếp tục được. Đây
có phải là do những người ái mộ sư thành ra hại sư hay không? Với tình hình hiện nay, một số người nam tự cạo tóc, tự đi theo sư ngày một nhiều. Không những thế, còn có mấy bà, mấy cô cũng đến chỗ sư tự cạo tóc, xin được theo sư. Quả thật là bây giờ mỗi ngày một phức tạp, quá ô hợp, gây rắc rối cho sư. Thầy có lời khuyên những người thương kính sư, không nên đeo bám sư nữa, để cho sư yên. Quý vị đeo bám sư như vậy chỉ làm phiền sư, gây chướng ngại trên đường tu hành giải thoát của sư mà thôi. Quý vị hãy trả lại sự bình yên an lạc trên bước đường du hành của sư. Đó mới chính là cách thể hiện lòng thương kính sư thật sự. Nhân tiện đây thầy cũng xin nói thêm một ý này. Qua các clip trên mạng, sư Minh Tuệ có tâm sự: mình chỉ là người mới tập tu theo lời Phật dạy, không phải thầy sư gì cả. Và sư Minh Tuệ cũng không nhận mình là tu sĩ trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vậy bây giờ chúng ta nên gọi sư là gì cho phù hợp? Theo thầy nghĩ, chúng ta nên gọi sư là Hành Giả Minh Tuệ. Chữ hành giả này nghe cũng rất hay đó quý vị. Vậy hành giả có nghĩa là gì? Chữ hành giả trong Phật Quang Đại Từ Điển có giải thích là: hành giả cũng gọi là hành nhân, tu hành nhân, chỉ chung những người tu hành Phật đạo. Như vậy, hành giả là người tu theo Phật. Ai tu hành theo Phật đều có thể gọi là hành giả. Chúng ta gọi sư là Hành Giả Minh Tuệ có lẽ phù hợp với việc tu hành hiện nay của sư hơn. Đây chỉ là ý kiến cá nhân thôi. Nếu đại chúng thấy hay thì dùng, còn không hay thì thôi. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. A Di Đà Phật.